Anh đang tìm cái này phải không? Súng đang có đạn. Nguy hiểm đó hả? Nè, đã có ai nói cô đẹp chưa? Wow. Nhìn gì? Thấy đẹp thì nhìn thôi. Đàn ông các anh không có gì lãng mạn hấp dẫn hơn sao? Còn phải phụ thuộc vào đối tượng mà chúng tôi quan tâm nữa. Đẹp đôi ghê. Tôi mà là Mai là tôi nói quá giỏi nha. Tôi đang yêu. Và tôi đang rất hạnh phúc. Mà cô biết là điều đó đã có sẵn trong con ngay từ khi con còn là phôi thai trong bụng mẹ không? Nói thật đi, bỏ anh đỏ hay đen? Tôi nghĩ là màu xanh. Thằng này nhìn lạ quắc, nhưng nó có mùi tử thi. Đứng lại! Tại sao anh phải lẩn trốn? Anh là ai? Nói tội gì vậy? Cướp của, giết người, trốn tù. Có trái tim mà không biết yêu thì sống mới làm gì?